thất vọng sau khi cãi nhau, vợ mua xổ số bất ngờ trúng lớn. Bản thân cảm thấy thất vọng sau khi cãi nhau với chồng, người phụ nữ đi mua xổ số để thay đổi tâm trạng thì bất ngờ trúng cả giải nhất và nhì. Trong một cuộc phỏng vấn với Đông Hang Lottery, nhà điều hành xổ số rông riêng Bookworm 720+, người phụ nữ được giấu danh tính, cho hay cô đã mua bộ vé số trúng thưởng tại một cửa hàng ở thành phố Asan thuộc tỉnh Trung Trung Nam của Hàn Quốc, tờ Korean Herald đưa tin. Xổ số rông riêng Bookworm 720+ được bán theo bộ 5 vé. Người giành giải nhất sẽ nhận được 7 triệu won, 5.300 USD, mỗi tháng trong 20 năm. Trong khi đó, người giành giải nhì sẽ nhận được 1 triệu won mỗi tháng trong vòng 10 năm. Được biết, người phụ nữ may mắn trên trúng cả giải nhất và giải nhì. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ nhận được 8 triệu won mỗi tháng trong 10 năm đầu và sau đó là 7 triệu won mỗi tháng trong 10 năm tiếp theo. Chia sẻ về lý do mua xổ số, cô cho biết bản thân cảm thấy thất vọng sau khi cãi nhau với chồng nên muốn thay đổi tâm trạng. Tuy nhiên, khi biết mình trúng số, người đầu tiên mà cô nghĩ đến để báo tin vui lại là chồng của mình. Chúng tôi đều đang phải đi làm và vật lộn để cân bằng giữa công việc cũng như chăm sóc con cái. Tôi rất biết ơn vì bây giờ chúng tôi có thể có được một cuộc sống thoải mái hơn, người phụ nữ nói. Cách đây không lâu, một trường hợp tương tự cũng xảy ra ở Mỹ. Cụ thể, UP đưa tin, ngày 21 tháng 12 năm 2022, người phụ nữ 49 tuổi, sống ở hạt Oakland Gang, California, sau khi thua cuộc tranh luận với chồng về việc ai sẽ là người đi mua gà Tây bởi vì chồng của cô không có thời gian, đã phải đi ra ngoài mua gà. Khi tới cửa hàng, cô đã tiện tay mua một tờ vé số cào VIP Million, nhưng không cào số ngay tại chỗ. Sau khi trở về nhà, cô ấy bắt đầu cào vé và sử dụng ứng dụng Crunch để dò kết quả thì bất ngờ. Quả giấy nở ra khắp màn hình cho thấy cô đã trúng giải lên tới 4 triệu đô la Mỹ. Tôi bắt đầu phát run và không thở được. Gia đình tôi thậm chí còn nghĩ rằng tôi đang bị đau tim, người phụ nữ nói. May mắn, một tờ vé số cào mà cô mua đã giành được giải thưởng lớn trị giá 4 triệu đô la Mỹ. Cô ấy cảm thấy may mắn, tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã đến cửa hàng vì nếu đó là chồng tôi thì chúng tôi đã không giành được 4 triệu đô la.